Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Tayoko. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến anh chị một cái kinh nghiệm xử lý lỗi của máy xông khử mùi. Đó là lỗi tại sao mà khói ra ít. Cái đầu tiên là mình đi đến là nguyên nhân nha. Đây em có hai dòng. Thì nguyên nhân đầu tiên sẽ nằm ở hai cái đầu lọc, có thể là nghẹt. Tại sao nghẹt Là khi mình sử dụng xong rồi mình không xúc lại. Xúc là mình xúc dung dịch như thế nào? Mình pha tỷ lệ la giăng và nước. Nước 8 phần, dung dịch vệ sinh la giăng 2 phần. Cho nó nhẹ nhàng thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ vô sâu bên trong về cái phần cấu tạo của cái máy xông khử mùi. Ở đây dòng máy nhựa có một số nơi bán những cái dòng nó không được tốt lắm, cũng không có cái quạt tản nhiệt này đâu. Ở đây mình có buồng đốt, bơm. Đây là những cảm biến nhiệt. Thường mình vệ sinh, mình sẽ xúc, nếu xúc rồi nhưng mà vẫn không ra khói thì mình sẽ tháo ra. Mình sẽ dùng dung dịch vệ sinh vừa rồi mình pha. Mình dùng cái kim tiêm, mình bơm vô, mình ủ. Về phần bơm này cũng vậy. Về phần bơm thì anh chị lưu ý một chút, có thể lâu ngày mình không có sử dụng, mình cũng không vệ sinh thì nó sẽ đóng cặn. Motor này nó hoạt động theo nguyên lý rung nha. Ê, anh chị thấy cái lỗ rất là nhỏ nè. Mình lấy một cái cây kẽm mình thông hai đầu cho nó ra những cái cặn bẩn nó đi. Thì nguyên nhân chủ yếu là mình sử dụng xong mình không xúc, không vệ sinh, dẫn đến tình trạng và dung dịch nó bị nghẹt thôi. Còn nếu như nó đã bị nghẹt mà mình cố tiếp tục mình sử dụng trong thời gian dài, để tầm nửa tiếng, một tiếng hay là như thế nào đó, có thể là buồng đốt cháy hoặc là motor bị cháy rồi thì mình thay thôi. Cháy hay không mình đo rất là đơn giản thôi, mình cần cái đồng hồ điện mình đo trở thôi là mình sẽ biết được, cũng như đo motor điện thông thường thôi. Những kiến thức này trên mạng YouTube hướng dẫn đo máy motor thì đều có cả. Thì hiện tại bên công ty Tayoko đều cung cấp những cái phụ kiện rời như thế này để mà mình có thể thay thế trực tiếp tại nhà, không có cần phải gửi máy đi để mất thời gian. Nếu anh chị có thắc mắc sâu hơn về những cái sản phẩm linh kiện như thế này, anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của công ty Tayoko để được tư vấn kỹ hơn và có những clip hướng dẫn trực tiếp mình thay, hoặc có thể gửi máy đến địa chỉ của công ty. Hẹn gặp những anh chị trong những cái video clip tiếp theo.